Dọn dẹp đi kìa. Bên kia kìa. Cái tay lên. Đi qua đây đi. Rồi đây. Bước mấy chậu mai qua đây. Là con phụ với. Dạ dạ. Dạ. Chú có sao không? Đi đâu mà vội vậy chớp chớp. Con xin lỗi. Mọi người mở kênh Cool lên xem ngay nha. Thận nhau. Chớp chớp. Chớp chớp. Con xin lỗi. Mọi người mau mở tivi nhanh lên. Có tin sốt dẻo đó. Để xem nào. Thị trưởng kìa ba. Bà nghe nói ông ta sở hữu tòa nhà cao nhất thế giới. Chưa hết đâu ba ba. Thị trưởng còn sở hữu một kho báu đồ sộ nữa. Đây là lần đầu tiên mẹ thấy thị trưởng trên tivi đó. Đó giờ chỉ thấy ông ta phỏng vấn trên báo. Hả? Xin chào tất cả mọi người. Ta là thị trưởng của thành phố. Tết năm nay, chúng ta hãy cùng chơi một trò chơi mang tên món quà Tết ý nghĩa nhất. Mọi người hãy chuẩn bị một món quà thật là ý nghĩa và mang đến cho ta. Đồng thời phải giải thích vì sao đó là món quà quý nhất. Hả? Phần thưởng cho người chiến thắng là một món quà trong kho báu của ta. Wow. Đó là cỗ máy siêu tri thức, tập hợp tất cả những tinh hoa của nhân loại. Nhờ đó mà ta có thể phát triển thành phố rực rỡ như ngày hôm nay. Ai có cỗ máy này thì có thể trở nên giỏi giang trong bất kỳ lĩnh vực nào. Mỗi người có 72 tiếng. Ta sẽ đợi các bạn ở tầng cao nhất của tòa nhà này. Có được cỗ máy này, con sẽ trở thành một ngôi sao thể thao. Đi lại chớp chớp thì giống đóng phim hài quá à. Con mà có cỗ máy đó, con sẽ trở thành một nhà ngoại giao giỏi. Có thể nói chuyện với bất kỳ ai trên thế giới này. Con sẽ được đi khắp nơi trên thế giới nữa. Thế còn ba ba thì sao? Bà sẽ làm điều mình giỏi nhất, đó là tạo ra những dòng sữa tươi ngon. Yeah, sữa ba ba làm ra là số 1. Xin mời cả nhà. Cảm ơn mẹ. Cảm ơn vợ. Thế vợ yêu sẽ làm gì nếu chiến thắng? Dĩ nhiên là siêu mẫu thời trang rồi. Em sai rồi. Mama Bay sẽ là đầu bếp vô địch. Sao không là cả hai nhỉ? Mẹ sẽ là siêu đầu bếp sành điệu nhất thế giới này. Cả nhà sẽ tự hào lắm đây. Mà trước khi mơ mộng, cả nhà phụ mẹ dọn dẹp đón Tết nào. Nhất trí mama. Ông làm cái gì vậy khô lâu? Hại ta thua rồi nè. Giờ này mà còn chơi game, ngươi không mau lên là chúng ta thua đó. Thua cái gì? Ông nói gì mà tôi không hiểu gì hết. Suốt ngày chơi game không chịu vận động cập nhật thông tin gì cả. Ngươi tự xem đi. Ô la la. Nếu có cỗ máy này thì ta sẽ trở thành vũ công giỏi nhất thế giới. Thực tế xíu đi. Ngươi quên mất nhiệm vụ của chúng ta rồi hả? Bằng mọi giá, chúng ta phải chiếm được cỗ máy đó. Có nó, ta sẽ tìm cách hủy hoại những gì con người đã xây dựng và chinh phục trái đất này.
Nếu vậy, ta sẽ dùng nó để khắc phục điểm yếu của mình. Điểm yếu gì? Là nước đó. Thể dính nước là người ta nhão ra như bùn vậy. Chà, tưởng gì? Sao không nhờ tiến sĩ Đơn? Đợi hắn thì đến Tết năm sau luôn qua. Hắn còn bận với ba cái virus gì mãi không xong. Ủa? Mà tiến sĩ Đơn đâu rồi ta? Ai của ta đó? Có ta đây. Ông biết tin á? Ta nghe cả ngày nay chán lắm rồi. Chỉ có lũ ngốc mới tin lão thị trưởng đó. Mà ta bận lắm, chả có thời gian chơi cái trò ngu ngốc đó đâu. Kệ hắn đi, ta đi chuẩn bị cho cuộc thi đây. Của tôi, ông phải bán cho tôi. Tôi đến trước, nó phải là của tôi. Hả? Tôi phải mua được món đồ đẹp nhất để tham gia cuộc thi. Đừng tưởng có mỗi chị tham gia cuộc thi nha. Đặc biệt. Em gấu này cũng như vậy luôn. Không biết nên lấy cái gì. À, đúng rồi, mình sẽ lấy hết luôn. Khỏi phải lựa. Hết vào trong thùng luôn này. Nếu như mình chiến thắng, mình sẽ trở thành YouTuber số 1 giải ngân hà. Chắc chắn các bé sẽ rất là vui đây. Tại sao lại không bỏ vào ba lô dạ quan cơ chứ? Thiệt là tức quá đi. Không được, ta phải ra tay mới được. Tam Thuốc, Chấp Chấp ơi, xuống phụ ba ba nè. Hai đứa không có ở nhà đâu. Sáng sớm tụi nhỏ lo chuẩn bị quà cho cuộc thi rồi. Tụi nhỏ thật quyết tâm mà. Thế anh đã có ý tưởng gì chưa? Anh chưa nghĩ ra nữa. Suốt ngày trong đầu anh chỉ nghĩ đến việc chăm sóc đàn bò. À, anh đã có ý tưởng rồi. Anh phải đi đây. Món quà của mình chắc chắn sẽ tỏa sáng nhất cuộc thi.